Hello anh em, mới về em xe Gancha 2008 gia đình đang đi. Xe thì nói chung thì nó cũng hơi lập dập, nó không có cọp. Cọp thì đây, Gancha cọp ở đây 130 triệu 2008 nỉ zin siêu cọp. Đây là 130 triệu. Ở đây là 162 triệu 2011 máy Cru. 2011 đời cao ha, cũng là chung nhà anh em Daewoo luôn. Nhưng mà xe này thì nó không có cọp, nó lừa vừa vừa thôi. Đó, vẫn có âm thanh ánh sáng nghe nhạc, máy lạnh, sơn si cũng còn liền. Anh em muốn làm theo yêu cầu của anh em sẽ làm cho anh em. Còn anh em muốn để giày thì em bán luôn vài chục triệu thôi. Không, như xe kia, xe cọp bán có 130, xe này thì để cho anh em mình, nếu mà để giày nha. Để giày thì bán cho anh em mình là 93 triệu, để giày bán 93 triệu, làm đẹp thêm phí ha. Làm đẹp thêm phí, để giày bán anh em mình 93 triệu. Đó, anh em quan tâm thì alo cho anh Thịnh mình qua số là 0866 678 971, 0834 33 33 71, nơi giao lưu, chủ động mua bán với bà con, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Anh em quan tâm mẫu nào thì alo cho em Thịnh mình qua số là 0866 678 971 nha. Đó, anh em nào chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn. Thì em Thịnh Bến Tre ạ.